Lời nói đầu tiên, Đức Lâm Uy Lốc chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước được thật nhiều sức khỏe và bình an, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay em làm video chia sẻ về chủ đề Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sóc Trăng. Cái này là đường Lê Dẫn nha các bạn. Đường Lê Dẫn trước cổng Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Ở ngoài bến xe tỉnh Sóc Trăng chạy thẳng vô đường Lê Dẫn này tới Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sóc Trăng luôn các bạn. Này là Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Số 378 đường Lê Dẫn, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Bệnh viện Sóc Trăng này rất là rộng lớn nha các bạn. Nó có cái không gian đậu xe ở trước rất là rộng lớn.